Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp. Chương trình được sự phối hợp của công ty tổ chức sự kiện Việt và đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chủ đề cách phòng chống táo bón để tránh xa bệnh trĩ. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên hệ đến số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn miễn phí. Thưa quý vị, có thể nói táo bón không còn xa lạ với chúng ta nữa. Táo bón có thể dẫn đến một hình thức hết sức là nguy hiểm, đó là bệnh trĩ. Bệnh trĩ nó ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống chúng ta. Bệnh trĩ nó sẽ gây khó khăn trong công việc của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi để làm sao chúng ta không bị táo bón, quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng trao đổi chia sẻ với chuyên gia của chương trình. Xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Thị Diệu Trinh. Xin chào Quyền Linh. Xin chào khán giả đang xem đài. Hy vọng ngày hôm nay với sự chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta sẽ tìm ra một cái đáp án để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Trước khi trao đổi với bác sĩ Diệu Trinh, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những hình ảnh sau đây. Táo bón và trĩ là một chứng bệnh rất phổ biến hiện nay. Theo một công bố mới nhất của Hội Hậu môn Trực tràng, có đến 35-50% dân số Việt Nam mắc bệnh trĩ. Tôi bị bệnh trĩ cách đây 35 năm nay rồi, mà tôi đã cắt một lần. Nhưng mà cắt sau đó khoảng mấy năm thì bắt đầu lại lồi ra. Thế là tôi là cũng sợ cắt, bởi vì cắt quá đau, cho nên là tôi không cắt nữa, và cứ thế để bệnh, rồi uống thuốc tây này, thuốc cỏ, thuốc lá, nói chung là cái bước điều trị về trĩ nhưng hiệu quả không cao. Táo bón là một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến bệnh trĩ, thói quen nhịn đi đại tiện, từ đó làm giảm các mót dặn của đại tràng, lâu dần dẫn đến tình trạng táo bón. Chế độ ăn uống thiếu chất xơ cũng khiến người bệnh lâm vào tình trạng này. Táo bón kéo dài sẽ gây nên việc phân bị khô cứng, khiến việc đại tiện gặp khó khăn. Mỗi khi đại tiện, người bệnh phải dặn mạnh và mất nhiều sức. Khi dặn mạnh, làm tăng áp lực vùng bụng dồn xuống trực tràng đoạn cuối vùng lược, phân đi qua đường lược, phần tiếp nối giữa đại tràng và hậu môn khiến chúng phình đại sau mỗi lần đại tiện. Lâu dần, vùng này bị giãn và phình lớn nên tạo ra búi trĩ gây đau đớn, khó chịu và chảy máu cho người bệnh. Thậm chí là nứt kẽ hậu môn khiến vùng hậu môn của người mắc táo bón bị tổn thương nặng nề. Chúng ta vừa đến với hình ảnh vừa rồi, có thể nói táo bón là một trong những cái điều mà hình như trong cuộc đời ai cũng đã có một lần trải qua, đúng không quý vị? Vậy thì táo bón là gì? Chúng ta vẫn đặt câu hỏi như vậy. Và ngày hôm nay bác sĩ Diệu Trinh sẽ cùng chia sẻ với chúng ta. Táo bón là gì thưa bác sĩ ạ? Táo bón là một triệu chứng được định nghĩa bởi sự kết hợp. Thứ nhất là số lần đi tiêu ít hơn cái số lần bình thường. Và thứ hai là có hiện tượng mất nước trong phân, tức là phân sẽ trở nên khô và cứng. Thì trên thực tế được biểu hiện cái số lần tiêu nếu mà tối đa là 3 lần trong một tuần, hoặc là một cái trọng lượng khô của phân là dưới 35 gram một ngày, thì chúng ta có thể nói là bị táo bón. Vậy thì nguyên nhân từ đâu dẫn đến táo bón? Nguyên nhân của táo bón thì chúng ta sẽ chia làm hai cái nhóm nguyên nhân chính. Nhóm thứ nhất chúng ta nói trước về cái nhóm là táo bón chức năng. Gọi là táo bón chức năng khi không có một cái tổn thương bệnh lý nào ở vùng trực tràng, đại tràng, hậu môn. Cái nhóm này thường do một số yếu tố như là cái chế độ ăn uống, do nghề nghiệp, do chúng ta có một số bệnh lý toàn thân, rồi bệnh lý về thần kinh, rồi do chúng ta sử dụng một số thuốc. Đầu tiên có thể là do chế độ ăn uống, chúng ta ăn uống những thức ăn không có chất xơ. Chất xơ nó có nhiều trong rau củ quả, những cái hà loại ngũ cốc nguyên hạt. Ngoài ra chúng ta có thể do chúng ta không uống đủ nước, khoảng trên 1,5 lít ngày chúng ta không uống đủ nước cũng góp phần thêm gây ra tình trạng táo bón chức năng. Ngoài ra những cái thức uống có nhiều cái chất kích thích như rượu, bia, cà phê có thể là do chúng ta không vi cầu phản xạ đều đặn, rồi có thể do nghề nghiệp họ phải ngồi lâu ít hoạt động cũng làm mất cái phản xạ mất lần. Hoặc là chúng ta có thể do sử dụng một số thuốc như là những thuốc chống trầm cảm, rồi những cái thuốc mà có chất sắt, những cái loại mà trung hòa axit có chứa nhôm, có một số thuốc đó cũng có thể gây nên cái tình trạng táo bón. Còn nhóm thứ hai là táo bón là do nguyên nhân thực thể, tức là nó do một cái bệnh lý, nó có cái tổn thương bệnh lý rõ ràng. Thứ nhất là do cái cản trở cái đường đi của phân là do những cái khối u của vùng trực tràng, đại tràng. Thứ hai là có thể do những cái bệnh lý bẩm sinh như là phình đại tràng, giãn đại tràng. Thứ ba có thể là do từ ngoài đè vào, như là những phụ nữ có thai thường xảy ra vào những cái tháng cuối của thai kỳ,
hoặc là những người phụ nữ có khối u của vùng tử cung, hoặc là hẹp dây chằng sau mổ, hoặc là những cái bệnh lý viêm nhiễm mãn tính cái vùng trực tràng, nó sẽ làm co kéo hẹp cái vùng trực tràng. Ngoài ra có thể do những cái bệnh lý ở hệ thần kinh, ví dụ như có những người họ có cái bệnh lý rối loạn thần kinh thực vật cũng gây nên những cái hiện tượng táo bón. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tình huống đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Giờ còn gì đâu em sao nhớ thương đầy vương. Anh Hai! Mong lòng một đêm thôi, đêm cuối. Cái gì vậy trời? Hai chồng lên đó không chịu xong ca. Người ngồi dưới đây hát rồi bà vợ trên lầu hát là sao? Còn mãi nhớ thương vương. Thôi! Trời ơi, hát dở mà em hát quá à, tôi khổ quá à. Em nhìn nhiêu đó là em đủ hiểu rồi, cần gì em phải hỏi anh nữa. Em đoán được rồi, vợ chồng anh đang gây lộn phải không? Cái chuyện gì á là nhà chú cũng biết hết rồi mà chú còn đi hỏi, chú tò mò quá. Làm sao gây lộn hoài vậy, hai chồng ăn ở nhau không được coi ly dị đi. Bắt gì gây lộn hoài. Tán bạc tai bây giờ. Sao? Chuyện đơn giản thôi. Hôm qua anh thấy trên tivi bụi quá, anh kêu vợ anh, vợ ơi, tivi bụi quá à. Rồi em coi em lao đi, bộ lâu rồi em không lao, vậy thôi giận đó. Cái chuyện bình thường thôi, có gì đâu giận. Nhưng mà nói chung là có chuyện gì nữa, phải có chuyện gì nữa giận nữa rồi đúng không? Thì anh nói với cái thái độ cũng không có vui vẻ, thành ra mới giận, hiểu không? Rồi ngoài chuyện đó có chuyện gì nữa không? Nói chung là vợ anh hơi đoản hậu một chút. Ví dụ như mấy chuyện ăn uống nè, mấy suốt ngày là cho ăn trứng chiên, thịt heo nè, rồi thịt gà nè. Nói chung là cứ mua về một lần để tủ lạnh đó, đông lạnh xong rồi lấy ra ăn riết rồi. Anh nói phải nói chứ ngại quá. Gì đâu ngại, chỗ anh em với nhau không, anh làm gì anh ngại. Ăn ba cái nói đúng không? Ăn ba cái đó riết á anh bị táo bón. Mà nói tới chỉ là chỉ giận à. Rồi hỏi em sao cho vừa lòng. Rồi sao rồi, anh tính là sao? Thì bởi vậy góp ý cũng không được nữa. Ăn mấy cái đó hoài, suốt ngày bị táo bón là đúng rồi. Trời anh ơi, anh ăn đồ ăn đông lạnh với lại có táo bón có liên quan gì với nhau đâu anh. Trời đất ơi, em không biết ấy. Thật ra là mấy cái thức ăn nó liên quan rất nhiều tới chuyện táo bón đó. Thiệt không? Thiệt, không tin hỏi bác sĩ đi. Có phải ăn uống là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng khó chịu trên không bác sĩ? Như đã nêu ở phần trên, táo bón có thể là do nguyên nhân ăn uống hoặc là do một cái số bệnh lý thực thể. Thì ăn uống là do chúng ta ăn thiếu chất xơ. Thì cái chất xơ sẽ giúp làm cho phân mềm và qua hormone được dễ dàng. Uống chúng ta cũng phải uống cho đủ nước, 6 đến 8 ly nước một ngày. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì táo bón là một trong nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Vậy thì táo bón nó gây khó khăn gì trong cuộc sống của chúng ta? Như chúng ta biết, táo bón nó chỉ là một cái hiện tượng có thể nó gây khó khăn trong cái khi chúng ta đi đại tiện. Có nhiều người không có để ý, không có chú trọng đến cái việc điều trị táo bón. Nếu mà táo bón chúng ta để lâu, không tìm ra nguyên nhân, không giải quyết được thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân chúng ta. Phân là một cái chất cặn bã được đào thải ra khỏi cơ thể. Nếu mà tình trạng phân ứ động lâu trong ruột thì nó sẽ sản xuất ra những một số chất độc tố độc hại. Thì những cái chất độc tố này sẽ được hấp thu ngược vào hệ tuần hoàn, sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác như là tim mạch, thần kinh, não bộ. Như đã nêu ở trên thì táo bón cũng là một nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bệnh trĩ. Thì người bị táo bón có thói quen rặn, nó sẽ làm tăng cái áp lực lên thành mạch ở cái vùng hậu môn thì dẫn tới cái hiện tượng xa búi trĩ. Còn đối với phụ nữ, nếu táo bón chúng ta sẽ tích tụ chất độc tố trong cơ thể, gây cho ảnh hưởng cái rối loạn về nội tiết, rối loạn chuyển hóa và mất cái cân bằng, cái nguyên tố vi lượng. Từ đó có thể là xuất hiện những tình trạng nám da, ngứa da khó chịu và những cái đốm sắc tố da. Còn đối với trẻ em thì táo bón có thể gây tình trạng chướng bụng, đầy bụng, chán ăn. Từ đó cũng dẫn đến việc cái hiện tượng suy dinh dưỡng. Mà khi mà suy dinh dưỡng thì bé lại càng chán ăn. Thì cái đó nó giống như vô một cái dòng luẩn quẩn.
thì lúc đó chúng ta sẽ càng khó điều trị hơn. Táo bón và bệnh trĩ là hai cái thể trạng bệnh khác nhau, nhưng có thể nói nó song hành với nhau, nó tương tác với nhau, đúng không ạ? Như vậy nè Quyền Linh, táo bón thực sự nó chỉ là một triệu chứng. Táo bón là nguyên nhân mà thường gặp để dẫn đến bệnh trĩ. Hai cái khác nhau, không phải là một bệnh lý. Táo bón chúng ta chỉ gọi là một triệu chứng, còn trĩ chúng ta mới gọi là bệnh lý. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống thứ hai của chương trình. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ, hân hạnh tài trợ chương trình này. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới. Nên hôm nay là ngày đẹp nhất tặng vợ yêu. Cảm ơn. Trời ơi, hôm nay gấu tặng gấu cho mình. Trời, chắc hôm nay mình đẻ quá. Cái bụng quá, ăn cho cố vô giống như là có bầu luôn rồi đó nha. Ai, có bầu chắc là nó gấp đôi này luôn á. Thôi giỡn hoài à. Giờ kỷ niệm ngày cưới sao nè? Dạ dạ, nói nghe nè. Cái gì vậy? Cấn bụng ăn no quá. Trời ơi, ăn vừa phải rồi bởi vì... Ai biểu anh cho em ở nhà, em ơi không quá làm chi. Nói nghe. Sao? Bây giờ kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Ừ. Anh suy nghĩ một cái điều rất là căng thẳng. Sao vậy? Và cuối cùng anh quyết định để dành cái điều đó cho vợ. Hả? Vợ muốn đi đâu? Ừ, sướng ta. Để em coi. Đã lâu lắm rồi, mình không có đặt chân tới chỗ đó. Hả? Em muốn đặt chân tới chỗ đó. Anh biết rồi. Biết luôn. Nhà bếp. Giỡn hoài. Lâu rồi vợ đâu có vô bếp đâu. Nhưng mà chồng phải biết đó, là tại vì công việc nè, từ sáng tới chiều em cứ lu bu, làm sao mà em vô bếp được. Thôi mệt quá à. Mỗi lần nhắc tới nói công việc này nọ lu bu. Nói gì nói, đúng là ăn nhà hàng thì ngon thiệt, sơn hào hải vị đầy đủ không thiếu gì hết, nhưng mà không bao giờ bằng một bữa cơm vợ nấu. Cho nên cái ngày hôm nay anh muốn ăn một bữa cơm vợ nấu. Đúng. Tại vì sao? Tại vì cái đường đi đến con tim của đàn ông nhanh nhất là có con đường xuyên qua bao tử. Trời đất ơi. Nhưng mà chồng, một mình em á, em làm không nên được mùa xuân đâu. Hai chồng mình cùng nhau là tiết kiệm thời gian đi, cái mình về mình nấu cơm cho nhau ăn. Yên tâm. Bây giờ vợ chồng mình cùng nhau lăn vào bếp được chưa? Thôi đi lăn giống như anh ám chỉ hay mập hay sao á. Cái đó là sự thật rồi. Nhưng mà thèm gì, nói đi, người ta biết người ta nấu. Anh thèm một bữa cơm toàn là rau không? Bởi vì sao? Mấy bữa nay anh bị táo bón. Cái gì? Tới ngày hôm nay anh chưa hết nữa hả? Chưa hết. Đừng có la người ta nghe, nhục chết. Trời đất ơi, anh phải chú ý tới nó, anh phải kiêng khem là không được ăn đồ nóng, không được ăn cái gì tầm bậy tầm bạ. Thì bởi vậy? Phải ăn nhiều chất xơ vô. Bị táo bón mà ăn chất xơ. Chất xơ là để nói chung là anh cảm giác đó là nó không hết mà càng ngày càng nặng hơn đó. Trời đất ơi, nguy hiểm nha. Trời ơi, người ta nói mà tái đi tái lại á là dễ biến chứng thành bệnh trĩ lắm á. Gì ghê vậy? Ừ. Vậy bây giờ có cách nào để phòng chống và điều trị bệnh táo bón không? Cái đó em chưa có bị, không biết nữa. Không mấy mình đi khám đi anh. Đi khám trước đi, về nấu ăn ha. Đi. Chúng ta có những cái phương pháp điều trị và phòng ngừa táo bón như thế nào? Như chúng ta đã biết, táo bón cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bản thân chúng ta. Thì chúng ta phải tránh táo bón thì đầu tiên chúng ta phải thay đổi lối sống và ăn uống cho đúng cách. Chúng ta ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước, tập luyện thể dục mỗi ngày và giữ cái việc đi tiêu cho vào một cái giờ nhất định trong mỗi ngày. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm cái sản phẩm An Kỷ Vương
thì trong sản phẩm này sẽ bao gồm những cái thành phần như diếp cá, đương quy, hoa hòe và tinh chất nghệ curcumin. Nó sẽ giúp cho lưu thông khí huyết, chống viêm và chủ yếu là nó giúp nhuận trường để chống táo bón. Thưa bác sĩ, ngoài cái việc mà ăn uống nó gây ra táo bón, rồi táo bón kéo dài nó gây bệnh trĩ, thì còn có nguyên nhân nào dẫn đến bệnh trĩ nữa không ạ? Táo bón ngoài nguyên nhân do chúng ta ăn uống không đúng cách thì cũng có thể có một số yếu tố ảnh hưởng đến, có thể như là do stress, lười vận động, không có sự luyện tập thường xuyên. Thứ ba là ở những người phụ nữ mang thai, cái thai nó đè vào nó cũng có thể ảnh hưởng ra cái việc táo bón. Thứ tư là do cái tư thế sinh hoạt đứng quá lâu hoặc là ngồi quá lâu. Thứ năm là do tuổi cao, rồi do làm việc nặng thường xuyên. Chúng ta sẽ xây dựng một cái chế độ ăn uống như thế nào để tránh xa táo bón và đẩy lùi bệnh trĩ ạ? Như phần trên đã có nêu, chúng ta ăn uống phải thật là cho khoa học, cho đúng. Chúng ta phải ăn những thức ăn có nhiều chất xơ. Chất xơ sẽ nằm trong những cái rau xanh, rau củ quả tươi, những cái loại ngũ cốc, nguyên hạt. Chúng ta phải uống nhiều nước, khoảng 6-8 ly nước một ngày. Nếu như mà táo bón lâu ngày nó dẫn đến bệnh trĩ thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Đối với bệnh trĩ thì chúng ta phải, quan trọng là chúng ta phải điều trị dứt điểm cái tình trạng táo bón. Ngoài cái chế độ ăn uống cho đúng cách, sinh hoạt cho phù hợp, thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số thuốc hỗ trợ. Nếu mà trĩ, tùy theo trĩ, nếu mức ở mức độ 1, 2, 3 thì chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc hoặc là thực phẩm chức năng, trong đó có cái sản phẩm của An Trĩ Vương. Còn đối với trĩ mức độ độ 4, chỉ có giải quyết dứt điểm bằng phương pháp phẫu thuật, thì sau phẫu thuật chúng ta cũng sẽ giữ một cái lối sống và ăn uống cho đúng, và sẽ dùng một cái những sản phẩm hỗ trợ để tránh phòng cái bệnh lý trĩ tái phát. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến tình huống thứ ba của chương trình. Sao bà vô tư chứ nữa, đau cái đồng loại không biết, cái khổ. Cái ông nữa. Trời, ông làm gì ông nhấp nháp dởm như là ngồi trên đống lửa vậy hả? Còn hơn ngồi trên đống lửa nữa. Bị gì? Cái chuyện đó chuyện của tôi, sao bà hỏi hoài cái chuyện gì mà bà hỏi tùm lum vậy? Bà ngồi đó mà không quan tâm đến người khác. Ngồi còn coi phim hoạt quả mà cười hả? Trời ơi, có hoạt quả là coi của con nít nó coi thì nó vui, nó cười. Mà ông cũng kỳ cục nữa. Cái thái độ ông làm đứng lên ngồi xuống nhấp nháp nhấp nhởm làm gì kỳ cục. Người ta hỏi gì la người ta. Nè, ông già đó, ông khó tánh quá à. Không, nếu mà bị cái gì á, người ta không hỏi thì nói tại sao tôi bị vậy, bà không quan tâm. Còn quan tâm tới á, thì bị la. Khó khăn quá à. Khó khăn gì, nói bà cũng giúp ích gì đâu. Sao bà không vô trong mà bà lo cơm nước cho chồng con đi. Ngồi đi coi tivi, giờ này mấy giờ mà ngồi coi tivi. Trời đất ơi, nè, trong nhà này tôi là vợ của ông nha. Tôi cũng có quyền, tôi được hưởng hạnh phúc. Tôi thí dụ tôi làm công chuyện xong, tôi ngồi tôi coi thoải mái vậy. Tôi đâu phải là cái bổn phận tôi là phải dưng cơm dời nước đâu, phải như là con ở hả? Rồi nấu cơm nấu nước, giờ quê rồi không nấu cơm, muốn ăn gì ra ngoài đường mua ăn. Gì? Bà dám nói với tôi vậy hả? Chứ nói thì sao? Bà có biết là tôi bị bệnh trĩ không? Ăn uống cái gì cũng khó khăn. Bà kêu ra đường ăn cơm hàng cháo chợ thì sao được? À, thì ra nãy giờ bị cái con trĩ nó hành ông á hả? Đó, bây giờ á, hỏi mấy lần hỏi thì xấu hổ không chịu nói. Giờ nói ra phải nhẹ người không? Nói ra để người ta quan tâm, để chia sẻ cho bị bệnh trĩ phải không? Rồi, được, để tôi lo cho. Lo gì nữa? Ông bị bệnh trĩ, ông chờ đó, đợi tôi. Gì vậy? Tên 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 tên. Gì đây? Trời ơi, bà Năm ở sớm nè. Bà đứa chồng bà bị bệnh trĩ, uống cái này hay lắm. Đó, cho nên đó hả, tôi đem về tôi cho ông xài đó. Vậy hả? Vậy là cái thực phẩm này là chức năng là để lo vụ trĩ đó hả? Ừ. Có chắc là cái này nó lo hết cái vụ trĩ không? Mà trong này nó có cái chất gì, có cái gì để có thể điều trị được cái bệnh trĩ? Có mắt dòm vô thì biết, hỏi hoài. Chúng ta vừa thấy sản phẩm An Trĩ Vương trong tiểu phẩm. Vậy thì An Trĩ Vương sẽ có những thành phần như thế nào và công dụng ra sao?
Trong sản phẩm An Trị Vương gồm có các thành phần. Thứ nhất là diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng. Thứ hai là đương quy có tác dụng bổ máu, hoạt huyết, giảm đau, giúp nhuận tràng, chống táo bón. Thứ ba là cái tinh chất hoa hòe là rutin, là giúp tăng cái sức bền của thành mạch. Và thứ tư là tinh chất nghệ curcumin giúp cho cái khả năng lành sẹo và chống viêm. Đối với sản phẩm này thì chúng ta sử dụng sử dụng cho đúng liều lượng và thời gian. Đối với trị nội độ 3 thì chúng ta phải sử dụng 3 đến 6 tháng thì sẽ đạt hiệu quả tối đa. Vậy thì bác sĩ Diệu Trinh có thể cho khán giả truyền hình một lời khuyên làm thế nào để chúng ta tránh xa táo bón và đẩy lùi bệnh trĩ không ạ? Để tránh xa táo bón thì các bạn phải thứ nhất là chúng ta phải ăn nhiều những thực phẩm nhiều chất xơ có trong rau xanh, trái cây, các loại ngũ cốc nguyên hạt. Chúng ta uống nhiều nước trên lít rưỡi một ngày, không dùng những các chất thức uống có nhiều chất kích thích như là rượu, bia, cà phê. Thứ hai là về chế độ luyện tập, chúng ta phải tập vận động thể dục tùy theo cái khả năng của mỗi người. Có thể là tập mỗi 30 phút một ngày đi bộ hoặc là bơi lội. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ tập có thói quen giữ đi cầu vào một cái giờ nhất định. Chúng ta có thể hỗ trợ bằng phương pháp xoa dọc theo cái khung đại tràng. Và thứ tư là chúng ta phải vệ sinh nước ấm vùng hậu môn sau mỗi lần đi tiêu. Ngoài những chế độ ăn uống và sinh hoạt cho phù hợp thì chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm An Trị Vương để phòng ngừa tái phát bệnh trĩ. Cảm ơn bác sĩ Diệu Trinh rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: táo bón là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh trĩ, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay nhắn tin theo cú pháp SD gạch dưới đúng hoặc sai gửi về hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01692169XXX đã trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ tới hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tủ thuốc gia đình. Để phòng tránh cũng như điều trị táo bón hiệu quả, cần chú ý chế độ ăn uống, vận động hợp lý. Về ăn uống, ăn nhiều các loại thức ăn chứa nhiều chất xơ như rau và hoa quả tươi, tăng cường các thức ăn giàu chất xơ và nhiều vitamin như các loại hạt đậu, khoai lang, khoai tây, đu đủ, chuối, các loại cải củ, cải thảo, bầu, giá đỗ, vừa tăng cường dưỡng chất cho cơ thể, lại có tính nhuận tràng, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, rất cần thiết trong phòng và điều trị táo bón. Uống đủ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp làm mềm phân, không sử dụng các loại thực phẩm có tính kích thích như rượu mạnh, trà đặc, cà phê. Về chế độ sinh hoạt, luyện tập thể dục, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc khoảng 8 tiếng đồng hồ một ngày, tạo thói quen đi tiêu đều đặn, không nhịn lâu để đề phòng táo bón. Với những người đã bị táo bón, đặc biệt bị mắc bệnh táo bón mãn tính, việc duy trì chế độ ăn đảm bảo đủ chất xơ, uống đủ nước, luyện tập vận động hàng ngày là một phương pháp điều trị hữu hiệu. Bên cạnh đó, nên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ để phòng ngừa và điều trị táo bón, tránh xa bệnh trĩ. Từ ngàn đời nay, đông y đã có những bài thuốc, vị thuốc giúp điều trị bệnh trĩ rất hiệu quả. Đó là sự kết hợp giữa các dược liệu quý như diếp cá, đương quy, rutin, tinh chất nghệ giúp lưu thông khí huyết, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, trị táo bón, tăng sức bền thành mạch, co búi trĩ. Bài thuốc này đã được chứng minh trên cơ sở nghiên cứu công dụng của các loại dược liệu này cũng như kinh nghiệm sử dụng điều trị hiệu quả cho rất nhiều bệnh nhân trĩ. Bởi trĩ luôn là bệnh khó nói nên việc hiện đại hóa bài thuốc trên thành thực phẩm chức năng dạng viên uống cho người bệnh dễ sử dụng, thuận tiện, kín đáo mà vẫn hiệu quả tốt trong việc hỗ trợ điều trị, người bệnh sẽ không e ngại mà quyết tâm xua đi sự chịu đựng bấy lâu của mình. Việc người bệnh biết cách phối hợp hài hòa các yếu tố dinh dưỡng, vận động, chế độ sinh hoạt hàng ngày cũng như sử dụng các sản phẩm hỗ trợ một cách hợp lý sẽ cải thiện tình trạng táo bón cũng như ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát.
Các tài liệu y học cổ truyền đã lưu lại nhiều tác dụng quý từ rau diếp cá, đặc biệt là tác dụng điều trị chữa bệnh trĩ. Diếp cá có vị cay chua, mùi tanh, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, sát trùng, làm chắc bền mao mạch. Đương quy là một vị thuốc quý, tác dụng bổ máu, điều kinh, chống thiếu máu, suy nhược cơ thể. Đương quy còn có tác dụng hoạt huyết, giảm đau, giúp chữa viêm loét, mụn nhọt. Ngoài ra, đương quy còn có tác dụng nhuận tràng, thông đại tiện, chống táo bón. Bởi vì uống ăn chỉ vương tôi thấy thời gian đầu thì nó chưa hiệu quả đâu, nhưng mà càng uống thì tôi thấy hiệu quả. Mà uống theo cái chỉ định của trong cái ăn chỉ vương ấy thì 2 tháng đầu uống theo chỉ định, 2 tháng sau uống tiếp và đến bây giờ là uống liều duy trì mà tôi thấy bệnh thật tôi rất tốt rồi. Bởi vì là tôi trước là không ngồi được, ngồi là rất khó chịu ở cái vùng hậu môn, mà ngồi là tức, khó chịu, đi lại là lúc nào cũng rát và khó chịu, nhưng đến bây giờ rất thoải mái. Tôi khuyên những người mà có bệnh cũng như tôi đấy, mà nhất là tuổi già, bệnh áp huyết cao thì không nên cắt và nên điều trị bằng ăn chỉ vương. Đó là một cái biện pháp tốt nhất ở trong cái lứa tuổi của những người cao tuổi. An Chỉ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. An Chỉ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Như vậy là chúng ta đã trao đổi cùng với bác sĩ Diệu Trinh về một trong những phương pháp để phòng ngừa và điều trị bệnh táo bón cũng như là dẫn đến bệnh trĩ. Cảm ơn bác sĩ Diệu Trinh rất là nhiều. Chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn An Chỉ Vương của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Chương trình được sự phối hợp của Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty tổ chức sự kiện Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ, hân hạnh tài trợ chương trình này.